Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Rộ tin Dương Bịch đi thử váy cưới, sắp tái hôn sau hơn 4 năm ly hôn Lưu Khải Uy. Hết những tin đồn hẹn hò, Dương Bịch lại vướng tin đồn chuẩn bị tái hôn sau 4 năm ly hôn với Lưu Khải Uy khiến nhiều người chú ý. Nhiều năm qua, chuyện tình của Nam Bạch Thiện và Lưu Khải Uy vẫn luôn là đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Dù họ không có liên quan đến nhau nhưng mỗi khi một trong đó có động thái thì người hâm mộ đều đéo tên người còn lại. Cách đây không lâu, Lưu Khải Uy bị phanh phui chuyện có bạn gái mới. Sina Entertainment đưa tin, Lưu Khải Uy đã chính thức thừa nhận chuyện tình cảm với nữ diễn viên Lý Hiệu Phong. Lưu Khải Uy xác nhận có bạn gái mới sau nhiều năm ly hôn Dương Bịch. Cảm ơn các bạn đã chúc phúc, mọi thứ với chúng tôi đều ổn. Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian và quen biết nhau qua một vài người bạn. Tính cách của cô ấy và tôi rất hợp nhau và chúng tôi rất thoải mái, hạnh phúc. Hiện tại mối quan hệ vẫn tốt đẹp, Lưu Khải Uy công khai tình cảm với Lý Hiệu Phong. Nhiều lúc chồng cũ có tình mới thì Dương Bịch cũng vướng tin đồn chuẩn bị kết hôn. Cụ thể trong một nguồn tin trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh được cho là Dương Bịch mặc váy cô dâu, điều khiến người hâm mộ nghi vấn liệu có phải nữ diễn viên chuẩn bị tái hôn. Không thể phủ nhận nhan sắc của Dương Bịch ngày càng rạng rỡ, nữ diễn viên người phiên dịch hạnh phúc rạng rỡ trong chiếc váy cô dâu. Tuy nhiên, fan đã vội đính chính cho Dương Bịch rằng đây là một cảnh quay trong phim Định Luật Tình Yêu 80/20. Dù hiểu lầm nhưng fan cũng mong nữ diễn viên nhanh chóng báo tin vui cho người hâm mộ. Dương Bịch đang được biết đến là sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, Dương Bịch ngày càng thăng hạng về cả nhan sắc lẫn sự nghiệp. Thời gian gần đây, Dương Bịch đang là cái tên nhận được sự chú ý của người hâm mộ khi phim Định Luật Tình Yêu 80/20 đóng chính của Hứa Khải, dù nhận nhiều lời chê về diễn xuất và nhiều người cho rằng cô đã quá tuổi đóng phim ngôn tình, nhưng không thể phủ nhận độ phụ sóng của Dương Bịch trong showbiz Hoa ngữ vẫn vô cùng lớn. Ngoài sự nghiệp thăng hoa thì Dương Bịch cũng được cộng đồng mạng quan tâm đến đời tư. Sau khi ly hôn, mỹ nhân họ Dương cũng từng bị đồn hẹn hò với trai trẻ Ngụy Đại Huân, tuy nhiên người trong cuộc đều lên tiếng phủ nhận. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.